Xin chào các bạn, đây là em gái mình ở Việt Nam lần đầu tiên tới bên Mỹ đó các bạn. Tên là Thủy. Thủy lần đầu tiên tới nhà mình ở California. Cái này là lần đầu tiên trong đời. Bà xã hôm nay chịu khó ngồi làm sao? Hôm nay hồi hộp mà trời ơi, chạy ở trên sân bay Dallas á. Đi mấy tiếng đi 2 ngày luôn. Từ sáng sớm 3:30 sáng là bắt đầu đi rồi. Trời ơi, vậy nó có ngủ được trên đó không? Dạ, lên máy bay đi ngủ. Ngủ được hả? Ngồi ngủ không biết trời chăng gì hết trơn. Yeah, that's good. Yeah. Nếu mà ngủ được thì khỏe. Không ngủ là mệt lắm ha. Dạ, nó ngán nhất là đi ra chỗ sân bay Đà Lạt á. À. Ở bên lúc đầu họ bên nóc họp đó, họ cho mình là D3. Lên D3 họ chỉ xuống D C20. C20 họ chỉ xuống C7, C7 nó chuyển qua C29. C29 xong rồi. Nó chuyển qua mình C31 rồi đó Nghiêm mới đi được. Cái này Thủy học rành hết, đi phi trường rành hết luôn rồi. Bây giờ lên từ C mà từ D mà chuyển qua C chị phải đi tàu điện nè. Xe điện á. Mà xe điện chưa chế chạm em chạy ra mất tiêu rồi, chết cha rồi. Nói chết cha rồi, giờ sao? Phải đợi chuyến tới chạy. Thành ra tới nơi chạy có cờ luôn. Mà phi trường ở Dallas bên Mỹ nó có to bằng phi trường Sài Gòn không Thủy? Quá trời rộng, giờ mình chắc mấy lần. Quá rộng thì phi trường Tân Sơn Nhất đâu có bự. Dạ không có bự, nhỏ mà. Sau này cái phi trường ở trên Long Thành á. Đó, cái đó nó mới lớn. Dạ. Đang xây ra cái đó mới rộng nữa. Còn cái này là không xây dê, Sân Sơn Nhất không xây dê với Đà Lạt đâu, Đà Lạt thì nó rộng khủng khiếp. Trời. Vậy mai mốt mình về là đi Long Thành rồi. Mà dạ, không biết bao giờ. Lâu lắm. Còn lâu mới xong không? Lâu. Dạ. Cái trường đó Long Thành là ở đâu ta? Đồng Nai chị. Hình như là đi cả tiếng đồng hồ mới tới Sài Gòn không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đi giờ có Đồng Nai ở đâu vậy Thủy? Long Thành ở đâu? Đồng Nai. Đồng Nai có vẻ trên Cần Thơ, giáp Sài Gòn. Cần Thơ ở đâu vậy Thủy? Cần Thơ là biết rồi. Cần Thơ ở đâu vậy Hạnh? Ai biết nhưng mà Hạnh nhớ. Anh đi Vũng Tàu hôm qua Đồng Nai anh mới tới Vũng Tàu. Okay. Vũng Tàu hả? Đi về hướng Vũng Tàu hả? Dạ đi về hướng. Mà nếu đi đường mà trong á, đi trên trong nội thành thì đi cả tiếng mấy. Còn nếu mà đi ra xa lộ á, đi đường cao tốc á thì có nửa tiếng à. Đó, đi xe VinFast của anh Nam. Lần đầu tiên trong đời Thủy ngồi trong xe VinFast của Việt Nam phải không Thủy? Xe Việt Nam. Biết thấy thoáng nghe. Nghe thì chạy có vậy êm á anh à. Em hay là nó không có bị xấu hả? Hay là ngon ngon trước em? Không, vậy? Mấy người ta đồn ngồi cái xe này ói bệnh lắm. Thì ráng ói đi mà Thủy. Thủy ráng ói giùm cho người ta vui lòng. Đi tới nơi là có biết ói không, không biết liền. Giờ đói. Đói hả? Không. Bây giờ đây em nói tối là mấy giờ rồi? Bây giờ là 8 giờ. Cái điện thoại của em là 11 giờ. Bên đó là 10-11 giờ rồi. Thủy đi từ 20 giờ, đây là 8 đổi giờ. Từ miền Đông của nước Mỹ qua miền Tây của nước Mỹ là xa hơn gấp đôi của Việt, từ Bắc vô Nam. Là 3 tiếng mà không? Khác nhau 3 tiếng đồng hồ. Đi máy bay ra ngoài Hà Nội có 2 tiếng rưỡi vậy anh ơi. Cái này Thủy đi tới mấy 3 lần. 3 lần rồi từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đi cả ngày luôn thì trong nước Mỹ đó. Trong nước Mỹ mà đi cả ngày giống như đi vượt biên vậy đó. Họ đi. Nói sao là có tuyến đi thẳng mà không? Có hả? Chứ có nhưng mà khó nhưng mà cái chỗ Thủy khó đó, tại vì phải qua DC. Nếu mà thành phố lớn thì nó có nhiều chuyến đi thẳng, còn ở mấy cái chỗ thành phố nhỏ thì phải qua một cái thành phố lớn khác mới qua đây được. Thì rồi đi qua bên Minnesota đi thẳng qua có 3 tiếng. Bay chỗ Virginia nó nhỏ xíu mà. Thì phải có sân bay gần sân bay lớn á mới có nhỏ.
đi đi thẳng được. Từ cổng bên đây bên kia bước bộ chút xíu. Còn mày sân bay này muốn qua cổng phải đi xe lửa hoặc là xe điện. Thì thủy qua Mỹ chưa được năm phải không? Dạ 10 tháng. 10 tháng. Tháng 9 tháng 11. 10 tháng. Dạ đủ đi, nó kêu nó học không, nó chịu khó học chịu. Nó quyết tâm học. Hôm bữa hổm em đi làm cái thẻ ngân hàng, bữa em hỏi chị đó cái nhờ con ảnh đi dắt đi giùm bé vô, nó hỏi còn đâu tiếp nói chuyện là toàn nó tự nói chuyện với cổ không. Dạ bây giờ tiếng Anh rành hết rồi. Dạ mà mới vô có mấy tháng mấy đứa nhỏ nó học tiếng Anh nhanh lắm. Tại vì Thủy không có tiếp xúc với người Mỹ rồi, chứ nếu mà tiếp xúc hàng ngày á, tiếp xúc hàng ngày là biết nó biết nói nhanh lắm. Dạ. Nó hay chơi game mà chơi game liên kết vậy, nó nói chuyện với mẹ ở nước ngoài không à. Nó nghe thì nó hiểu nhưng mà không nói được, mà giờ bắt đầu nó nói. Còn anh Việt nói thằng bé này nó lanh quá, mới qua xíu mà chở dắt đi mua Starbucks á. Chị vô, chị dắt vô, cái vô nó đều xong rồi trả tiền luôn rồi, nói trời ơi. Cũng lẹ. Ăn chơi. Học quá nhanh, đi mua cà phê. Trời ơi, ở nhà em cứ dặn hoài lúc mà mới qua đó. Tại nó mình lúc đó chưa đi học. Mới qua đâu rồi có mấy ngày. Nó dám đi bộ đi tùm lum, nó ra mấy cái sức nhỏ 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 như cái xăng gần ngã tư cũng gần nhà đó. Đi bộ chứ hồi mới qua Mỹ anh cũng giống y vậy đó. Đi bộ hay là đi xe đạp tới mấy cái quán bán xăng vô cho chóng lựa nước ngọt, quá trời nước ngọt luôn. anh mê nước ngọt. Mà hồi đó khổ lắm, hồi xưa chứ bây giờ khác rồi. Nó cũng mê nước ngọt hả? Ôi nó uống dữ lắm trời. Trời ơi. Nhỏ đến lớn. Mẹ muốn nó ngọt bú quá. Trời ơi. Từ nhỏ đến lớn chứ không phải qua đây uống. Hồi xưa. Dạ, em nói hoài chứ. Mấy cái thằng nhỏ nhà hồi đó nó uống nó dữ lắm nha, bây giờ tự nhiên cái nó biết rồi, nó không thèm nữa. Nó học hỏi người ta nói uống nước ngọt hại với sức khỏe. Nó tủy dạ, em mình... nói nó kêu có mỡ có mập đau hiếu ốm nhất. Mà nó ốm thiệt. Không sợ mới muốn nó bệnh đó. Dạ bệnh nó đường nó tích tụ lâu ngày nguy hiểm. Nó không có tiêu hóa như cái đường tự nhiên trong trái cây. Thủy có bao giờ ngồi trong xe mà cái xe tự lái chưa? Chưa. Ok, bây giờ làm liền ha. Bấm nút này thôi. Dạ. Thấy không? Gác tay ở đây đi, thấy không? À, tự lái đó hả? Tự lái đó. Coi nó tự quẹo được luôn. Đi theo cái làng, nó theo cái đường mà mình định sẵn vậy. Không, nó đi theo cái đường trước. Giống vậy. Đồng được cái đường trước á. Nếu mà trên con đường mình định sẵn á, mình vẹo nó tự vẹo được. Nếu đường cong đường vẹo vẹo, còn nếu mà mình muốn đổi về đường khác thì mình phải tự nó không có trong lập trình đó, mình phải không. Cái này là mình giống như lái bình thường thôi à. Nhưng mà nó tự động, nó cầm cái vô lăng cho mình khỏe. Tự động nó đạp ga đạp thắng cho mình chứ cả là... với cả nó rất thích đi ban đêm, tại vì ban đêm nó nhìn mấy cái lằn màu trắng rõ đó, nó bám nó đi. Mấy đứa nhỏ bây giờ đó ở một nhà một mình nó thích lắm. Dạ, tại vì nó chơi với bạn bè trong game rồi nó thích. Dạ. Được tự do. Bữa hổm mà cái đợt Tết vừa rồi em với anh Việt đi mấy ngày á, 3 ngày. Kêu nó qua nó ở với con anh Việt á, bên nhà nó ở. Nó không qua nó ở đâu. Không mình không. Thích tự do. Dạ, không nó, sợ. Nó được chơi suốt đêm suốt ngày. Dạ, không ai hỏi qua. Tự do. Mà nó không sợ. Không sợ gì hết, nó không sợ một mình. Đây là đỡ. Dạ, nó mạnh dạn lắm. Nó dạn. Trời, anh Bắc Nam đuổi xe qua anh khoái
bánh xe luôn. Bơm em chưa biết bơm. Thì còn nếu không dẫn ra cây xăng á bơm. Tiền lắm, và bây giờ quảng cáo mạng thì ít tiền hơn. Nhưng mà bây giờ thì ít người làm lắm. Hồi xưa cả mấy ngàn người, nhưng mà bây giờ chắc mấy chục người làm. Trời ơi, xuống ghê hả? Hồi xưa mấy người quăng báo không nhiều người Việt Nam làm nghề lắm, đi quăng báo bằng nửa đêm á. Quăng mỗi nhà mà biết cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cái ngôi nhà chung quanh đây. Nhưng mà bây giờ mấy cái bỏ hết rồi, đâu có đâu ai làm. Nam giờ cũng dần hết. Hiếm lắm. Bây giờ kiếm chỗ bán báo hiếm lắm. Bây giờ cho không mà người ta không lấy luôn. Dạ. Có thời gian đâu đọc. Bây giờ người ta có điện thoại người ta coi hết. Điện thoại không có đủ giờ coi. Bây giờ coi báo đó, nhiều khi nó nói tầm bậy bạ coi uổng. Như mẹ thì mẹ còn đọc báo. Em ở nhà cứ báo tin tức mẹ rành hơn mình luôn. Dạ đúng rồi đó. Nhưng mà lớn thanh niên nó còn lại bà. Đúng rồi. Dạ. Thôi mình nhờ vậy mà minh mẫn lắm chị. Dạ minh mẫn lắm. Mình được nhiêu đó cũng đỡ khổ. Minh mẫn nó nói chuyện. Lúc mà tuổi mình ở đó chắc mình lập. Dạ cứ coi tivi mà thời sự á, không phải coi, không cần coi liên tục ngày, coi chừng mỗi lần mà tin tức có nửa tiếng thôi. Mẹ coi 7 giờ tối bắt đầu có tin tức á, 7:30 là coi như xong bà coi chương trình khác ca nhạc gì đi, mà cứ tới giờ đó bà coi tin tức. Đâu, còn mấy người thế hệ bây giờ toàn là coi mấy cái nhí nhảnh trong mạng. Coi cái trend của họ để họ coi. Cái thời sự hay lắm mấy chị. Dạ. Nó làm nhờ cho mình thông minh. Cho mình thông minh. Nhớ là mọi cái đạo cái não mình động não. Mà đi đường ghê quá. Thùy chở đó hả? Dạ, thì nhờ em chở về dùm. Mà không... bạn Thùy không biết lái hả? Cô đó mà chưa có bằng. Bà xăm mình. Ghen dữ. Nhớ mà, mình nhớ nhà mà đi gần lắm, gần sao thấy đi hoài không thấy. Chị nhà hướng đông, chị hướng tây với bố mày. Thùy cũng giỏi mới qua sao Mỹ. Không có biết số nhà chị ơi, không nhớ địa chỉ. Có nhiều người họ không có biết số nhà họ luôn. Ở nhà mà không biết địa chỉ thôi chứ. Chả người khác chờ họ không à? Dạ, nhà ông anh chờ đó. Thì bây giờ mới bắt đầu làm đơn xin thi nè. Mới à. Gần lắm chị, gần lắm. Em nhớ mà đầu đường có cây xăng mà mà chị biết sao mấy chục cây lúc mà đi qua cây xăng chị mãi ngồi nói chuyện, chị đâu để ý qua hồi nào chị không hay. Chị nói, ủa sao khi gần lắm mà sao đi hoài mà Thủy biết lái xe mấy tháng rồi? Dạ. Có bằng lái là mấy tháng rồi? Hồi anh Tư về là hồi tháng 8 hả? Mới có bằng từ tháng 8 rồi, mới có tháng rồi hả? Tháng 7 rồi em chạy gì? Tháng 8, đầu tháng 8. Đầu tháng 8 rồi. Cũng tháng mấy rồi? Dạ tháng mấy rồi. Cũng giỏi quá.
đi không biết đường, mở GPS ra đi. Mở GPS là dễ. Có nhiều người ở bên Mỹ mấy chục năm không biết lái xe không biết bên đây. Nói chung qua đúng 6 tháng làm chạy. Bên Việt Nam có bao giờ lái xe hơi chưa? Trước khi đi thì tập được mười mấy giờ. 16 giờ. Tập ở Việt Nam đi ngoài đường trong xe khó hơn. Dạ thì cũng có thời gian. Dạ không, Long giống như là mình không có đủ bằng để dạy. Dạy ví dụ Long có dạy thì dạy đi trong đường nhỏ nhỏ được, chứ còn lỡ mà nó hỏi cái là mày. Có người dạy. Tại vì cái xe tập lái nó phải có cái chữ tập lái ở phía sau á. Hoặc là gắn phía trước gì đó. Cho người ta tránh. Dạ. Còn nếu mà anh Long anh chỉ thì cũng được thôi, mà vô trong cái khu vực trống trống á. Còn ra ngoài đường nữa. Còn có gặp em, tại em tập chúng ông thầy tập có 1 giờ ở trong cái khu, một khu nhỏ nhỏ, ổng thấy em chạy không có bị nhát tay á, ổng cho ra ngoài đường đi luôn. Nói trời tôi mới đi mà sao anh cậu cho tôi đi, em cho tôi chị đi ra ngoài rồi. Chị cái gì thì em nhìn em biết học sinh. Mới qua Mỹ ra được mấy tháng là học lái xe liền. Dạ. Tại vì anh về gánh về Việt Nam mà bắt buộc em phải đi tập. Chứ giờ nhờ ai vậy? Máy bay ngủ được tốt. Dạ cháu trời ơi, em lên xe đẹp. Mình lên máy bay, anh lên máy bay anh ngủ suốt luôn. Dạ. Dạ. Em cũng dễ ngủ. Ở trên đó đâu có gì làm đâu. Mình cũng dễ ngủ. Khỏe. Tại trên máy bay đâu có gì làm đâu. Nhưng mà lên máy bay là phải thuốc mới ngủ được. Vậy hả? Máy bay là dùng 2 viên thuốc Benadryl. Sáng nay em sợ em ngủ gật, em đi không nhớ giờ đi chích vé, ra uống cho một ly cà phê, tưởng thôi chiều nay không ngủ ai về mệt quá lên ngủ không mở mắt nổi luôn. Đợi bao lâu luôn mà. Dạ. Tại vì họ nói họ chỉ làm việc mỗi một cái quầy á, mỗi một cái cổng là một quầy, có cái quầy trước cổng á là họ chỉ làm việc trong vòng 15 phút thôi, để họ chất vé cho mình vô á, xong rồi hết ca đó là người khác vô, mà phải đợi có chuyến bay trước thì chuyến bay một tiếng họ mới làm có 15 phút, mà mình không canh giờ mình ra là trễ. Mình ra phải uống một ly cà phê cho chắc ăn. Dạ. Rồi Thủy có ói mửa chưa? Gần tới nhà rồi. No. Hả? No. Nãy giờ ngồi trong xe đây. Chạy rất là êm luôn. Có chừng nói mà nó. Nãy giờ đi. Dạ. Nãy giờ xe. Sao ta? Cái xe của họ. Họ bị accident. Oh, accident. Đụng nhau. Thì thấy cái xe này có ồn không? Dạ không. Ê, mỗi trời. Nãy giờ chưa mở nhạc nghe. Thôi giờ nói chuyện. Tắt hết. Nhà là trung tâm nhà của mình. Nên cái xe tự động lái Thùy có sợ không? Hả? Sao không sợ? Gì đâu sợ. Tin tưởng mấy anh chạy. Đúng rồi. Nó chạy giỏi hơn người mà. Chạy giỏi nhưng mà mình phải kiểm soát thôi. Xe xịn mà gặp tài xế siêu đẳng ngồi là an tâm quá trời, không có cảm giác sợ. Dạ. Yeah. Tốt, có nhiều người họ sợ. Sợ? Có nhiều người họ sợ cái xe này đi vấn đề. Nói người xe của hãng Việt Nam đó, họ đoàn làm vậy. Mình lái mình thấy là an toàn, không có sao. Chỗ Thủy bên đó cây lá nó chưa đổi màu không? Dạ chưa. Thắng thôn chắc đẹp lắm hả?
Anh nói là đi trên, đi từ chỗ nhà ra chỗ cái rừng á mà 4 tiếng á là nguyên một cái rừng đỏ luôn. Đẹp, đẹp, ha. Đẹp lắm. Tháng 11. Tháng 11 ha. Dạ. Có dịp qua bên đó chưa? Nhà mà mấy tháng nay không có tưới bông nhiều lắm, nhiều bông chết. Từ ngày làm sàn nhà đến giờ không tưới bông, có nhiều bông chết mất tiêu. Nắng quá. Nắng quá. Nhà đồ, nhà cái nhà xe đồ đạc dữ lắm, tại hồi tại bị dọn làm sàn nhà nó đem qua đem ra để hết rồi. Dạ. Bây giờ phải đậu ngoài đây. Anh Nam lấy đồ vô. Ok, vô trước anh lấy đồ xong. Trời ơi, chỉ có ổng ổng mới bữa trước. Rồi không vô nhà coi, coi nhà xe coi được. Lần đầu tiên Thủy tới Cali. Em gái lần đầu tiên. Welcome. Welcome to America. America, welcome to California. Lần đầu tiên em gái mình tới nhà mình các bạn. À, lần đầu tiên. Hả? Anh coi cái bếp coi chừng nó ấy, để đưa cho Thủy lên lên lầu ở đây chị. Đang hâm. Cá kho tộ, oh my god, ngon quá, cá kho tộ. Cái này đậu hũ xào. Canh chua nhưng mà chưa có bỏ hành. Cái này là xương cá. Đói quá. Cơm. Bánh pizza gì đó. Pizza. Oh yeah, pizza đúng rồi, nắm đó đó. Cá kho tộ, bảo vừa đó. Dạ dạ dạ. Đúng là Việt đậu Nam. Hũ xào. Canh chua, canh chua có một cá bông lau, xin mời Thủy. Ồ, có cá bông lau nữa hả? Đó, bông lau đó. Cá bông lau đó. Ở đây mà cũng có cá bông lau nữa ta. Ở đây ăn cá bông lau không à? Bông lau sống nhiều lắm. Vậy hả? Ừ, cá bông lau sống á chứ không phải là nuôi ở đây họ nuôi hả? Không biết nữa. Chắc vậy. Chắc có nuôi. Chắc có nuôi thế nào. Ok, xin mời. Lần đầu tiên Thủy ăn nhà của mình nha. Lần đầu tiên ăn bên Mỹ nha, California của nhà mình. Dạ. Là bà sẽ ăn nấu. Dạ, ngoài mốc Thủy cũng trổ tài luôn. Được không? Phải không? Cảm ơn. Đổi. Rồi bữa sau á thì cái kêu mình đi mua nước mắm. Là mình từ nhà đó là mình đi lên trên cái chỗ nhà bà ba cầu á. Dạ. Là mình phải nhẩm nước mắm. Chưa ngu vậy? Dễ sợ luôn. Tự quên. Ngu. Nếu không cái lên đó nói bà ba bán nước mắm. Đúng sao không? Đang bán nước mắm đi về, bạn về. Đi giữa đường bà gặp người ta đi gây lộn á, đứng tội. Trời ơi. Như đó là cái giống á, cái giống á. Trời ơi. Mới coi xong rồi tan rồi á, mình mới chịu về. Mới vừa đúc đâu rồi cái giáp đó, đầu giáp đó. Ông đứng ngoài giữa đường. Trời ơi, hết hồn với vía. Nói trời ơi, vậy nãy mình đi cũng lâu lắm rồi. Ông nói, tao ra tao kêu rồi. Ờ, mày đi mua nước mắm mà sao mày đi tới giờ này mày mới về. Mà có một có mua không? Có. Cũng nhờ nhẩm từ nhà đó lên đó luôn á. Nhưng bà coi đến lộn quá nên về trẻ. Tại vì chứ mà nhiều trẻ. Là nhiều trẻ. Bữa thì đưa cho mình cái chai rượu, cái bình rượu rồi kêu đi mua nước mắm. Nói ủa sao cái này cái rượu. Bữa thì đưa cái chai gì á, rồi cái mình đi mua tầm bậy tầm bạ. Vậy mà cứ bị sai hoài. Giống ngu mà bị sai hoài luôn á trời. Cười. Tại không có ai để sai.